Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Giang phản ức vì bị lôi vào chuyện của chồng cũ nghệ sĩ Di Phương. Cho tôi sống đừng viết tên tôi. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lê Giang không giấu được sự tức giận khi bị lôi vào câu chuyện của nghệ sĩ Di Phương gây ồn ào suốt những ngày qua. Những ngày qua, nghệ sĩ Di Phương nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bật khóc và hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ khán giả. Đoạn clip này ngay lập tức nổ ra luồng ý kiến tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả chỉ trích nghệ sĩ Di Phương vì sinh sọ, con lôi Duy Phước Lê Lộc, con của nam nghệ sĩ, và Lê Giang vào để chỉ trích vì không lo được cho ông. Giữa ồn ào này, mới đây Lê Giang bất ngờ đăng đàn, bày tỏ sự bức xúc khi bị réo tên vào vụ việc. Cụ thể, nữ diễn viên than vãn: tôi lại mấy anh mấy chị nào đừng để tên câu view, cho tôi sống đừng viết tên tôi, đừng lôi tôi vô, tôi phải làm kiếm tiền nuôi mẹ nuôi con. Tôi 50 tuổi, nhiều khi tôi chết bất đắc kỳ tử, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Trời ơi, tôi sống biết luật nhân quả, đêm nào tôi cũng đọc kinh để tôi mở mắt dậy, tôi có sức khỏe. Tôi làm mọi thứ bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi kiếm tiền, tôi đâu có làm gì sai. Một lần nữa tôi lại mấy anh mấy chị. Trước đó, nghệ sĩ Di Phương cũng đăng đàn tố con trai của mình và vợ cũ Lê Giang, Di Phước, vô tình không cấp dưỡng. Sau đó, nam nghệ sĩ đã có chia sẻ liên quan đến lùm xùm này và nhận hết lỗi lầm về phía mình chứ không trách bố. Hiện tại, ồn ào của nghệ sĩ Di Phương vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.